Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Phương Anh sẽ cùng quay trở lại với tất cả mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với đơn hàng của anh Điệp đến từ thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Và anh Điệp có một nhu cầu, đó chính là một dàn bộ âm thanh để anh có thể hát karaoke trên một không gian thật là rộng lớn. Và bên em đã tư vấn cho anh đến một cặp loa B15 Sub S1800 Pro, cục đẩy JS 600 Pro, vang số KM360 và cặp mic 321 Pro. Và tổng thiết bị của anh là 5 thiết bị. Ngay sau đây, em Phương Anh sẽ cùng test bộ âm thanh này đến cho anh Điệp nhé. Xin phép được khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.